chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn Năng hiện tại đang có mặt tại Bãi Dài. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại Diên Lâm. Và sau lưng Tuấn đây đang có một lô đất thổ này để Tuấn giới thiệu cho quý anh chị nha. Thì đây, lô đất này thì tổng diện tích rơi vào hơn 200m2, chính xác rơi vào là khoảng 238m. Và lô này đặc biệt là ngang 10, trụ của nó vanh, bắt đầu tiếp ra từ nhà đây. Qua đây. Quay đây, hiện trạng là đường bê tông nha. Nhưng mà theo đánh giá của Tuấn, đường này thì ô tô có thể vào, đường thì đường ô tô đấy, nhưng mà cái ngõ để vào cái đoạn ở ngoài kia kìa, nó sẽ hơi nhỏ, ô tô sẽ hơi khó cua tí. Thành ra đường này thì ưu tiên cho xe máy hơn. Đây, đi vào đây tiếp. Lô này thì đã được rào danh các thứ hết rồi, rất là vuông vắn. Đều trước sau đều ngang người hết, bằng ngang rào danh. Có công tơ nước các thứ và điện các thứ đầy đủ hết rồi. Chủ yếu là mình chỉ cần được ở đây mình có thể phù hợp là xây nhà vườn. Lô này thì có tổng thể là có 60m thổ cư. Ở đây mình có thể xây một cái căn nhà vườn ở đây. Lô đất vuông vắn này. Theo đánh giá của Tuấn ấy thì lô này là vị thế của đất ấy, thì rất là bằng phẳng, và từ đây đi ra các tiện ích của Diên Lâm thì cũng rất là gần. Đó, từ đây đi ra tỉnh lộ 8 chỉ độ khoảng xem nào, khoảng 150m2, 150m đến 200m. Và từ đây đi ra Ủy ban Diên Lâm, đi về Nha Trang các thứ nó cũng chỉ về Ủy ban Diên Lâm nó chỉ vỏn vẹn mất có 5 phút đi xe thôi. Còn về Nha Trang mình chỉ ở đây mình sẽ mất khoảng 30 phút đi xe. Thì mình có thể ở đây làm một căn nhà vườn nghỉ dưỡng ở đây. Mà giá hiện tại chủ đang để ra một cái giá rơi vào là hơn 1 tỷ 160 triệu. Đây, khu xung quanh thì là khu dân cư nhé. Rồi, quý anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Tuấn qua số Zalo phía trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả để Tuấn có thể tư vấn một cách chính xác nhất và cho anh quý anh chị về sản phẩm này. Rồi, tôi xin cảm ơn.